Khi những cái trường hợp mà chúng ta cắt áp mà nó không chịu chết máy thì cũng đồng nghĩa với là tháo tiêu các áp ra, nó cũng không thể chết máy đâu nhé các bạn. Các bạn gặp những cái tình huống mà sau khi tháo cái tiêu các áp rồi mà nó vẫn nổ, cắt áp rồi mà nó vẫn nổ, khi đó chúng ta phải dùng một cái miếng vải như thế này, tức là một cái rẻ rách như thế này để mà bịt vào vị trí lỗ hút của bơ lọc gió, của cổ, tức là đầu vào lọc gió, thì nó mới chịu tắt được. Xin chào toàn thể các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh VHTV. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn chiếc động cơ D8 R180 bị cái căn bệnh là òa ga, hay chúng ta còn gọi là vượt tốc. Khi nó nổ lên thì chúng ta không thể tắt máy được, do đâu và tại sao? Còn bây giờ mời các bạn theo dõi những gì VHTV chia sẻ đối với chiếc động cơ này. Thì đấy, qua những cái hiện tượng các bạn đã xem, các bạn đã trông thấy, thì các bạn cùng hãy đoán xem cái cách xử lý của cái căn bệnh bị òa ga như thế này. Các bạn hãy tháo nắp capo và đưa dàn co cũng như đua đẩy ra. Bây giờ là chúng ta sẽ mở mặt quy lát. Các bạn có ý kiến gì thì hãy mạnh dạn comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Bởi vì khi chủ máy đã thay một lần tổng bơm rồi mà máy vẫn bị òa ga, sau đó thì chúng ta đã loại trừ được cái vấn đề theo dầu. Cái động cơ này đã sử dụng 3-4 năm rồi, chúng ta có thể gom lại để khẳng định được rằng là của hơi đã quá mòn, dẫn đến là do hơi mòn quá hoặc là do bộ xi măng nó đã quá mòn, dẫn đến nhớt nó sẽ lọt vào ở buồng đốt phụ. Có thể là khi chúng ta cắt nhiên liệu rồi có thể là nó chết, nhưng có trường hợp rằng là cắt nhiên liệu rồi nhưng nó vẫn còn hoạt động. Đây là một trong những cái chiếc động cơ vượt tốc nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái mặt quy lát ra. Không biết ý kiến của các bạn như thế nào thì các bạn hãy mạnh dạn comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Qua kiểm tra mặt quy lát thì nấm không âm, mặt quy lát thì vẫn bình thường. Nhưng dự đoán ban đầu của tôi là bị hơi và tôi sẽ xác định mở để kiểm tra bộ hơi. Đây các bạn này, tức là hơi khi đã mòn có cái gờ ở đây như thế này thì cũng không phải bàn cãi gì nữa. Đây là hiện tượng của hơi đã quá mòn, có gờ rất là sâu. Và tiếp theo nữa là xước măng đã mòn. Thì khi máy hoạt động, nhớt nó sẽ được lọt qua ở vị trí của xước măng dầu và đưa qua buồng đốt phụ. Thì khi máy nóng lên, cái lượng nhớt này nó sẽ biến thành nhiên liệu và để tiếp tục cho máy nén nổ trong cái đà của cái dao động của động cơ. Vì khí là nóng lên thì cái nhớt này nó sẽ biến thành nhiên liệu để tiếp tục duy trì cho động cơ hoạt động. Đây là một trong những cái mà các bạn nên chú ý để hỏi một cái vấn đề vượt tốc thì chúng ta có thể biết được để mà có cái cách xử lý.
Bước tiếp theo là chúng ta sẽ mở cái nắp hậu, tức là nắp rùa nha các bạn. Để vặn được hai con ốc giữ thanh truyền để chúng ta quyết định thay bộ hơi. Cho nên là sẽ đưa cái thanh truyền và bê tông ra phía trước. Khi tháo cái thanh truyền thì các bạn nên mở cái khóa ốc cái đã. Vì khi nào chúng ta mới vặn được cái con ốc này. Nhìn qua, quan sát qua đường nhớt thì không vấn đề gì cả nha các bạn. Nhưng mà mỗi chiếc máy khí đã và vượt tốc thì thường nó là phá trục cơ và nó phá nhiều thứ trong lòng máy lắm nha các bạn. Còn bây giờ chúng ta lại tiếp tục đóng cái sơ mi ra, tức là đóng xi lanh ra nha các bạn. Bởi vì cái hiện tượng hoa gà này là nguyên nhân chính là do bộ hơi, cho nên tôi đã quyết định thay bộ hơi. Đây rồi. Đấy, các bạn quan sát qua, nó mòn rất là sâu, nó có gờ vẹt rất là sâu nhé các bạn. Đấy, nhìn các bạn có thể là quan sát được cái quả bê tông, nó mòn một cách, và hơn nữa xi măng nó cũng dẹt hẳn luôn. Bây giờ chúng ta tháo để lấy thanh truyền ra để thay cái bộ hơi mới nha các bạn. Đây là bộ hơi Minh chính hãng. Đối với bộ hơi này thì thứ nhất là có tiếng trên thị trường, thứ hai thì cũng là rất là chất lượng. Theo yêu cầu của chủ là thay loại chuẩn nhất thì tôi sẽ thay bộ hơi này. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái rắn chắn thủy vào. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ ướm thử ắc. Và đưa xi măng vào để thử. Đấy, các bạn hãy ướm thử từng vòng một. Hãy lắn đều ở vị trí của vòng nào thì các bạn nên lắn ở vị trí đó. Đấy, tình trạng có bị lỗi. Đưa cả cái vòng xi măng đưa vào thử ở phần sơ mi xem nó đã hợp lý hay chưa. Đây, như thế là ok nhé các bạn. Tất cả các vòng các bạn đều ướm thử cả nhé. Khi chuẩn bị vào ắc, các bạn hãy bôi nhớt dùng bằng nhớt sạch, kể cả thành xi lanh, quả bê tông và cả cái lỗ ắc. Nếu các bạn thấy clip này hữu ích và thiết thực, giúp ích được điều gì đó cho các bạn, thì mong các bạn hãy ủng hộ kênh VHTV. Hãy like, hãy nhấn chuông và đăng ký kênh để không bỏ sót những video tiếp theo.
mong được sự ủng hộ của các bạn. Đây, tất cả các cái bộ hơi mà từ trước tới nay VHTV vào không bao giờ phải đốt đâu nhé các bạn. Có nhiều bạn là tôi đã từng thấy, thứ nhất là đốt lửa lên này, làm nó biến dạng quả bê tông. Thứ hai nữa là có một số bạn thì lại là dùng búa gọ, mà cái lực gọ rất là mạnh nha các bạn. Nhưng mà như thế thì không thể tốt được. Bây giờ tôi sẽ vào khóa bên này. Trước tiên thì các bạn hãy vào xác măng dầu, tức là vòng xác măng có cái lò xo ở giữa nhé. Khi vào xác măng thì các bạn nên dùng hai cái sợi vải như thế này, bởi vì rất là nhiều cái clip tôi đã chia sẻ cái phần này rồi. Tiếp theo là hai vòng xoắn khí. Hai vòng xoắn khí thì chúng ta cho ở giữa. Tất cả các cái vòng xước măng, khi có chữ thì các bạn hãy cho hướng về phía trước. Tiếp theo là vòng xước măng lửa. Với vòng xước măng lửa là thường là nó màu trắng nha các bạn, bởi vì nó được mạ một cái hộp kim chịu nhiệt rất là lớn, nên chúng ta cho đầu tiên của quả bê tông. Bây giờ tôi sẽ vào quả bê tông. Anh gọi giúp tôi rồi. Gò thẳng và mạnh vào. Rồi, ok. Bây giờ sau khi kiểm tra rồi thì bây giờ tôi sẽ đưa hơi vào. Trước khi đưa bộ hơi vào thì các bạn nên bôi nhớt ở phần phía bên lốc máy, ở các cái vị trí của rắn chắn thủy cũng như phía ngoài và ở vị trí hành xi lanh. Ở vị trí bậc biên. Bây giờ chúng ta sẽ đưa hơi vào. Có bao bóng hoặc là có cái rẻ sạch thì các bạn bọc ngoài. Thứ nhất là cho êm, thứ hai là tránh tình trạng cằn bẩn, bụi bẩn nó té vào. Đấy, các bạn khi đóng hơi thì các bạn vừa đóng vừa xoay bánh đa như thế này để nó lắn hợp lý. Bây giờ tôi sẽ vào cái nửa ống bọc biên bên này. Khi gõ cái bọc biên thì các bạn lưu ý rằng hãy dùng bằng gỗ và đồng thời bôi nhớt sạch. Và các cái hướng chữ hoặc là số thì nó lên phía trên, bởi vì cái thanh tuyền bên kia chữ số ở phía trên nhé các bạn. Các bạn chú ý khóa ốc, tránh tình trạng khi máy hoạt động nó xoay chuyển. Ừ.
Đối với kênh VHTV đã có gần 500 video rồi nha các bạn, đủ tất cả các bản bệnh từ máy D6 đến máy D35. Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lắp mặt quy lát. Đối với chế động cơ này, nguyên nhân chính là do bộ hơi quá mòn nha các bạn, nên dẫn đến là khi máy hoạt động thì nó là đưa nhớt lên được ở vị trí bù đốt phụ, làm nó nóng lên trở thành một cái lượng nhiên liệu đủ để nén nổ cho động cơ, dẫn đến là máy hoạt động liên tục. Mà khi chúng ta cắt tuyến nhiên liệu cấp cho cụm kim phun rồi nhưng nó vẫn còn nổ. Khi chúng ta chỉnh đối với độ hở của nấm xúc bắp thì các bạn nên chú ý rằng là bên hút là 0,3 mm, còn bên xả là 0,4 mm là hợp lý, đúng với chỉ tiêu kỹ thuật nha các bạn. Sau khi đã chỉnh xong chuẩn rồi thì chúng ta nên khóa ốc lại. Bây giờ chúng ta sẽ quay máy để kiểm tra hệ thống nhớt bôi trơn cho trục cơ nó đã tốt hay chưa. Khi nó văng ra ở vị trí giấy này thì cái tuyến bôi sơn cho trục cơ là ok nha các bạn. Đây, các bạn đã thấy nhớt đã văng ra đấy chứ. Đấy, như thế là hệ thống bôi trơn cho trục cơ là ok nha các bạn. Sau khi đã lắp xong thì bây giờ chúng ta quay nổ nha các bạn, để xem nó hoạt động có hòa ga vượt tốc này không. Đây, như thế là máy hoạt động đều cho các bạn, nó nổ rất là chuẩn, không thể chết máy nữa, không có khói. Anh tắt máy luôn đi. Đây, như thế là máy đã hoạt động tốt và ok nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.